Cậu bé này đi vào công viên vốn nghĩ rằng ông lão sẽ không biết đánh bóng bàn, muốn dùng tài chơi bóng bàn của mình để thể hiện chút ít, nhưng không ngờ lại bị ông lão hung hăng dạy cho một bài học. Cô bé bên cạnh cũng ngồi cười, cậu muốn giành lại vị trí của mình liền đến trước mặt cô bé trổ tài khiêu vũ, thế nhưng lại bị một đám nhóc ác bá nhìn thấy và bắt đầu khiêu khích. Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không được, còn bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Cậu cúi người chuẩn bị phục kích nhưng không ngờ đối phương lại biết võ công, hai bá chiêu đã hạ gục cậu. Cậu bé về đến nhà với toàn thân đầy vết bầm tím, vì không muốn để mẹ nhìn thấy vết thương trên mặt thế là cố ý hóa trang che lại. Nhưng khi mẹ đưa cậu đến trường không ngờ những đứa trẻ bắt nạt cậu cũng đều học ở đây. Lúc ăn trưa cậu lại gặp rắc rối vì ngay cả đũa cũng không biết dùng. Ngay sau đó đám nhóc bắt nạt cậu cũng đến ăn trưa, để không bị sỉ nhục lần nữa cậu đành phải rời đi trước, ai ngờ cậu vừa quay lại liền đụng phải đám người kia. Đám nhóc kia trực tiếp khiêu chiến bảo cậu rằng mày lượn đi, nếu không mỗi lần gặp sẽ đánh cho một trận, cậu đành nhẫn nhịn chịu đựng. Cậu thực sự rất muốn học một chút kỹ năng phòng thân, vì thế cậu đã học karate từ TV. Cậu muốn học thật giỏi võ công để báo thù rửa hận. Một giây sau vừa hay đụng phải chú Long đang làm thêm, chú Long không nói gì chỉ lẳng lặng sửa cánh cửa. Hôm nay cậu bé cùng mẹ đi dạo phố, bên tai truyền đến từng khẩu lệnh đều đặn, cậu vội vàng chạy lên xem. Vừa nhìn một cái liền sững sờ, thì ra đây là một trường dạy võ thuật. Điều này khiến cậu vô cùng thích thú. Cậu đã nhìn thấy tia hy vọng trong việc đánh bại những kẻ bắt nạt cậu. Khi cậu chuẩn bị đăng ký thì thấy tên kia cũng ở đây, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, quay lại và bỏ đi. Lúc này trường học có tổ chức một buổi dã ngoại đầu xuân, đám trẻ ngỗ ngực muốn làm bẽ mặt cậu bé. May mắn thay cô giáo đã phát hiện ra nên cậu không bị tổn hại gì. Cậu bé rất tức giận và đi theo suốt quãng đường muốn cho bọn chúng một bài học. Lúc này cậu không biết phải làm sao thì nhìn thấy bên ngoài quán rượu có thùng nước bẩn, thế là cậu nghĩ ra một cách để đối phó với bọn chúng. Ngay khi tên ác bá đang khoe khoang sức mạnh của mình với tiểu đệ, đột nhiên một chậu nước bẩn đổ lên đầu bọn chúng. Cậu bé vội vàng bỏ chạy, một đám người tức giận đuổi theo. Cậu bé cảm thấy mình chạy rất nhanh, bọn chúng tuyệt đối không thể đuổi kịp. Nhưng không ngờ đối phương thể lực cũng rất lớn. Trong lúc vội vàng bỏ trốn, cậu chạy vào trong một cái sân nhỏ, vì không có đường lui liền nhanh chóng bị bọn chúng bao vây. Cậu bị đánh gục chỉ với một chiêu. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra đòn tàn nhẫn, một bóng đen lóe lên và ngay lập tức bắt được tay của đứa nhóc ác bá này. Hóa ra là chú Long biết võ công. Nhưng mà bọn nhóc ngỗ ngược này lại không cam tâm, tính cho luôn cả chú Long một bài học. Từ đầu đến cuối chú Long không hề đánh người, thế mà bọn nhóc này vẫn còn tiếp tục, không còn sự lựa chọn, chú Long chỉ đánh tiếp chiêu bọn chúng. Với sự tấn công của nhiều người như vậy, chú lại không hề hoang mang, ngược lại còn lợi dụng công phu của mình. Chỉ trong thời gian ngắn đã đánh bại hết bọn chúng, sau đó chú đem theo cậu nhóc và rời đi. Lại dùng rác hơi để chữa trị cho cậu bé, chữa trị xong chú lại đưa cậu bé đến võ đường. Định nói với thầy giáo tội lỗi của đám nhóc ngỗ ngược, hy vọng thầy có thể dạy dỗ lại đồ đệ của mình. Ngờ đâu đứa nhóc ác độc ấy lại nói với thầy giáo là lúc nãy chú Long đã đánh bọn chúng. Thầy giáo liền nổi giận bảo chú Long ở lại tỉ võ với ông ta. Nhưng mà hai người lớn đánh nhau thì có ý nghĩa gì? Vậy nên bọn họ quyết định để đồ đệ của bọn họ tỉ thí với nhau ở cuộc đấu võ sắp tới. Thầy giáo đồng ý, thế nên ông nói với đồ đệ từ bây giờ trở đi không ai được phép làm phiền cậu nhóc kia cho đến cuộc thi võ thuật. Đã hiểu chưa? Tất cả đồ đệ đều đồng thanh đáp, hiểu rồi ạ. Vì để cậu nhóc có thể thắng được quán quân cuộc thi võ nên chú Long đã truyền thụ võ thuật Trung Quốc cho cậu. Sáng sớm ngày thứ hai, cậu bé vứt bừa bãi áo khoác của mình xuống đất rồi nói cho chú Long ưu điểm của cơ thể mình. Chú Long không truyền võ ngay cho cậu mà lại bảo cậu nhặt áo khoác lên, móc lên cây treo rồi lại mặc vào người, rồi lại bảo cậu cởi áo khoác vứt xuống dưới đất. Cứ thế lặp lại những động tác vừa nãy, cậu bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì để được học võ, cậu đành phải làm lấy lệ. Sau khi về nhà, mẹ cậu hỏi cậu học võ thế nào rồi, cậu ỉu xìu đáp một tiếng, nhưng theo thói quen cậu lại móc áo đàng hoàng lên cây treo đồ. Đây là lần đầu tiên cậu không ném áo xuống đất, sau đó bất kể là trời nắng hay mưa, cậu bé cứ thế lặp lại những động tác ấy. Cho đến có một ngày cậu không chịu được nữa, cậu bực mình ném áo khoác xuống dưới đất, cậu không muốn tập luyện cái động tác chả có tác dụng này nữa. Cậu cảm thấy vốn dĩ chú Long không hề biết võ thuật, chú Long liền kêu cậu quay lại giành lấy áo khoác trên người cậu rồi lại bắt cậu mặc chúng vào. Cậu bé làm theo như vậy, ngay sau đó hóa ra mặc cởi áo khoác đã khiến cậu luyện tập được tính linh hoạt và lực eo. Cậu bé thậm chí còn tìm được điểm sơ hở đẩy được chú Long. Chú Long để ẩn ý mà nói rằng võ công có ở trong những hoạt động hàng ngày của cuộc sống, cậu lúc này đã hiểu được. Ngày thứ hai, chú Long đưa cậu bé lên một võ đường trên núi nơi bắt nguồn của võ thuật Trung Hoa. Từ bé, chú Long đã tập luyện ở đây. Cậu bé nhìn thấy vô số các loại quyền pháp mà điều khiến cậu kinh ngạc nhất là có người đứng trên vách đá luyện tập. Vì để có thể khiến cậu bé thắng được quán quân, ngày nào chú Long cũng nhẫn nại dạy cho cậu bé. Cậu bé cũng biết rõ nếu cậu muốn đánh bại được thằng nhóc kia thì cậu phải nỗ lực hơn nữa, để cậu trở nên tập trung hơn nữa, nên chú còn nghĩ ra cách đứng sau tấm ga giường để phán đoán được hướng tấn công, đồng thời cũng cần phải có khả năng né tránh vô cùng mạnh. Lúc đầu cậu bé rất hoang mang, chú Long bảo cậu bé phải giữ được tâm thái bình tĩnh. Cậu vẫn đang trong giai đoạn tập luyện. Để hiểu được tâm thái bình tĩnh thì cần rất nhiều công sức, sau đó còn cho cậu luyện tập thân ảnh.
Cuối cùng cậu bé cũng có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công, còn có thể đoán trúng được đòn tấn công thông qua lớp ga giường. Cậu cuối cùng cũng có thể trở thành như vậy, còn có thể đánh 100 chiêu với chú Long. Trước khi thi đấu, chú Long đã tặng cậu bé một phần quà là một bộ võ phục giống với Lý Tiểu Long. Cậu bé rất vui, chú Long còn nói với cậu rằng bất kể là thắng hay thua phải cố gắng hết sức mới khiến người khác nể phục mình. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Vì là lần đầu tham gia nên cậu bé rất căng thẳng, làm mất một điểm. Sau khi nhận được sự cổ vũ của chú Long, cậu bé dần quen với đấu trường, lấy lại một điểm đó, dùng chân đánh bại đối thủ. Bên còn lại, tên nhóc ngỗ ngược đánh võ cũng rất ưu tú, chưa có đối thủ nào có thể vượt qua được hai vòng của cậu. Dưới sự tấn công kịch liệt ấy thì trận bán kết ngày càng khốc liệt, không bao lâu sau tên nhóc ngỗ ngược đã vào được chung kết. Cậu bé cũng không hề thua kém, đánh bại hết 4 đối thủ tầm cỡ. Đối thủ lần này của cậu là sư đệ đồng môn của tên nhóc ác bá. Thầy giáo của bọn chúng biết rằng học trò mình không phải là đối thủ của cậu, vậy nên trước khi tỉ thí dù thắng dù thua thì phải đánh cậu bé bị thương. Quả nhiên vừa lên đài, đứa bé đó đã ra tay rất ác liệt với cậu, lợi dụng cơ hội dùng một đòn tàn nhẫn đánh gãy chân cậu. Cậu bé đau đớn nằm trên đất. Kết quả cuối cùng là vì vi phạm quy chế nên đứa bé kia bị tước quyền thi đấu. Nhưng đây chính là điều mà họ mong muốn, mục đích là để cậu bé bị thương. Như vậy thì học trò của mình có thể dễ dàng đánh bại cậu. Vì chân bị thương nên cậu bé được đưa vào hậu đài, bác sĩ khuyên cậu nên từ bỏ. Chú Long cũng không hy vọng cậu sẽ lại bị thương, mọi người đều tưởng cậu vì bị thương nên đã từ bỏ. Không ngờ vào lúc chuẩn bị trao giải cho tên nhóc ngỗ ngược kia, cậu bé lại xuất hiện trên võ đài. Xung quanh vang lên tiếng cổ vũ, cuộc tỉ thí bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, hai bên tương đương, cậu bé trượt qua né tránh đòn công kích của tên nhóc kia, không ngờ khi quay người lại bị đối phương dùng chân đạp xuống dưới đài. Cậu tạm thời bị dẫn trước một điểm. Đến vòng thứ hai, cậu bé chỉ đành dùng hết sức lực lấy chân gạt ngã đối thủ để lấy lại một điểm. Vòng thứ ba, hai chân cậu bé quặp lấy đối thủ hất ngã xuống đất. Rất rõ ràng là cậu có ưu thế hơn, chỉ cần thắng thêm một điểm là cậu thành quán quân. Lúc này thầy giáo thấy được sự bất lợi nên đành hét lên tạm ngừng đấu. Rồi ở dưới đài nói với tên nhóc ngỗ ngược rằng phải nhắm vào cái chân bị thương của đối phương mà đánh. Quả nhiên sau khi trận đấu tiếp tục dưới sự tấn công của đối phương, chân cậu bé ngày càng đau. Bị một chân của thằng bé kia đạp ngã xuống lại bị thương thêm một lần nữa, khiến cho cậu bé vô cùng đau đớn. Chú Long cứ ngỡ là kết thúc rồi, lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu bé đã thua, cậu bé lại nhịn đau tự đứng dậy. Cậu nhấc cái chân bị thương của mình lên tạo thành thế đứng như chú gà trống. Chiêu này là cậu học được từ vị đạo cô ở trên núi. Cậu bé vô cùng tập trung, bình tĩnh lại tâm thái, lợi dụng sự sơ hở của đối thủ, một chân đánh ngã đối thủ. Cuối cùng cậu cũng giành được chức quán quân. Tên nhóc ngỗ ngược kia cũng thua tâm phục khẩu phục, chủ động lấy giải trao cho cậu bé, bày tỏ sự tôn trọng. Cuối cùng cậu và những người khác chắp tay hành lễ với chú Long, muôn bái chú Long làm sư phụ. Cậu bé với sự nỗ lực của bản thân cũng đã giành được sự thừa nhận và tôn trọng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Cậu bé Karate. Câu hỏi kỳ này, các bạn đã học võ bao giờ chưa? Nếu học rồi thì môn võ mà các bạn học là gì? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.